Ngày 4 tháng 8 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã đối với Trần Minh Nhật về tội không chấp hành án quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự. Sau khi có quyết định truy nã này, đám dân chủ không ngừng với hành vi xuyên tạc, vu cáo, xuyên tạc một cách trắng trợn. Một số tổ chức nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam thì theo đám rận chủ quốc nội cũng lên tiếng phản đối quyết định này. Mới đây, tổ chức Frontline Defender cũng đã lên án việc truy nã Trần Minh Nhật. Nhìn nhận sự việc trên cho thấy tổ chức mang danh nhân quyền cũng như kẻ bị truy nã chỉ là một ruột với nhau và đều không đủ tư cách để lên tiếng, bởi đối với tổ chức Frontline Defender, đây có thể nói là một hành động mang tính thường lệ của tổ chức này. Với bản danh xưng là một tổ chức nhân quyền, nhưng hoạt động chính của tổ chức này đó là ủng hộ, chống lưng cho các tổ chức cá nhân hoạt động chống phá nhà nước. Ở Việt Nam đã nhiều lần tổ chức này ra mặt công khai ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn trao giải thưởng nhân quyền cho những đối tượng chống phá nhà nước ở Việt Nam đối với Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hoặc là những hành động kêu gọi lên án về chính quyền Việt Nam đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến với những cơ sở lập luận không trung thực, khách quan như kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các thanh niên Công giáo, lên án công an hành hung mục sư Nguyễn Trung Tôn, lên án việc bắt giam bà Cấn Thị Thiêu. Tất cả những cái tên được nêu, những hoạt động nổi trội của Frontline Defender tại Việt Nam trước đây và bây giờ đối với việc truy nã Trần Minh Nhật cho thấy với bản chất như vậy, nó không đủ tư cách để nói đến việc thực thi pháp luật của Việt Nam. Về đối tượng Trần Minh Nhật, chúng ta không xa lạ gì. Trần Minh Nhật sinh năm 1988, quê quán tại Công Thành, Yên Thành, Nghệ An, thường trú tại thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trần Minh Nhật bị tòa tuyên án 4 năm tù giam và phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 3 năm với hành vi phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự. Sau khi ra tù ngày 27 tháng 8 năm 2015, y vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục thực hiện mưu đồ chống phá chế độ bằng những hành vi như tuyên truyền chống nhà nước, chế ảnh xúc phạm danh dự nhân phẩm các cán bộ cấp cao như Trang, Anh, Calu và hoạt động cho tổ chức phóng viên không biên giới RSF. Gần đây, Trần Minh Nhật thường xuyên không có mặt tại nơi cư trú dài ngày không thông báo, vắng mặt theo quy định của pháp luật về quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú và từng bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành bản án quản chế tại địa phương. Điều đó thể hiện sự không chịu hoàn lương hối cải, thể hiện sự coi thường pháp luật của Trần Minh Nhật. Vì vậy, việc khởi tố và truy nã đối với Trần Minh Nhật về tội không chấp hành án là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.